Châu. Mèn ơi, hai con trâu này làm gì vậy? Lại chém lộn nữa hả? Trời ơi anh, hai đứa mình hôn nhau mà nó nói mình hút nhau kìa. Nó này nó khùng thấy ghê. Anh ơi. Ơi, anh nghe nè. Châu. Có chuyện gì về em? Châu. Anh ra coi nè. Hai con trâu này tối ngày cứ chém nhau hoài kìa. Đúng là lì như trâu mà. Anh cột con đó đi, em buộc con này lại. Đi, châu em. Châu anh. Châu em. Châu anh. Hai cái đứa này nó ác ghê. Mình yêu nhau mà nó cột xa gì, sao mình hôn nhau được? Có hai con trâu để cuối năm này tổ chức đám cưới cho tụi mình. Anh nhớ canh cho kỹ nha. Anh sẽ canh cho kỹ mà. Dạ. Mà nè, nhắc tới đám cưới tự nhiên trong lòng em thấy nôn nao quá à. Anh cũng thấy trong lòng nôn nao xôn xao quá em à. Tới bữa đó tụi mình sẽ mừng thật hai con trâu này xóm bà con, chúc cho hai đứa thật đẹp đôi nên duyên vợ chồng. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương dương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi dần đẹp đẹp mấy tình ngày thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong trẻ đùa xóm dưới, rung rung môi cười như thua còn đôi mươi. Sông con đò ngang, Quang ơi Quang hò, em về chăm lo việc nhà thóc lúa dùng dương cả liếp dưa. Anh ơi Quang hò Quang, lúa chín tô mồ hôi, bao ê về tới mùa đơm bông, cười ngàn lối sông gặt nhánh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đây nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chài buồn lơi. Hàng dừa cao in mưa soi bóng sông, mong ngày mai say sưa những ước mong. Cái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Trời ơi, hai đứa này nó hạnh phúc mà nó ác ghê vậy anh. Nó chia cắt mình kìa. Hai đứa này nó ác quá em ơi. Nó quá ác đi chứ. Em à, đám cưới á, anh tính là hai con trâu này anh sẽ làm trâu xào lăn, lẩu trâu, trâu nhúng mẻ. Còn một ít á thì anh để dành để làm trâu gác bếp cho bà con nhậu lai gai em à. Dạ, hai con trâu này mập ghê anh ha. Anh ơi Quang hò Quang, trên sông con đò ngang. Quang ơi Quang hò, em về chăm lo việc nhà thóc lúa dùng dương cả liếp như. Anh ơi Quang hò Quang, lúa chín tô mồ hôi, bao ê chề tới mùa đơm bông, cười ngàn lối sông gặt nhánh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đỉnh nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng
hò chơi dơi khi trăng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chài buồn lơi. Hàng dừa cao in mưa soi bóng sông, mong ngày mai say sưa những ước mong. Cái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Chào em Anh ơi em suy nghĩ lại rồi. Đám cưới mình đãi món chay đi. Mần thịt hai con trâu này em tội nghiệp lắm. Hình như là con trâu cái nó bị dính bầu rồi á. Anh nghe lời em. Thôi tụi mình đi cắt cổ cho bò ăn đi. Dạ. Chàng ơi, ở ra nhai lại mà nó nói mình dính bầu á. Trâu này cởi được không ta? Cởi trong này. Cởi trong này. Vậy Châu ơi, nè mở dây cho hai Châu vô nè. Châu Ánh Duyên với hai Châu Nhật Thái. Cảm ơn hai Châu nhiều nha. Trời ơi, dễ thương. Mốt ở đâu có ai diễn Châu mà không có Châu, nhớ bút Ánh Duyên với Thái làm Châu quay MV đẹp dễ thương. Chào Hồng Điệp. Dạ, em là Hồng Điệp, xin chào ba vị giám khảo, anh Minh Nhí. Dạ, chào anh Châu Thanh và em chào chị Quyền và toàn thể khán giả ở đây. Xin giới thiệu quê quán đâu, mình làm công chuyện gì nè? Dạ, quê em ở An Giang. Rồi em lên trên đây làm việc nhân viên văn phòng. Làm bao lâu rồi? Dạ, em làm cũng 7 năm rồi. Rồi bây giờ mời ban giám khảo mình góp ý cho Hồng Điệp. Hồng Điệp ơi, cái đầu tiên là chị cảm ơn em đem cái bài hát Tình Thắm Duyên Quê đến cho chương trình. Tại vì nó vui nhộn, mà nó vui nhộn mà nó dễ thương qua cái phong thái của em diễn nữa. Nó mộc mạc, nó chân chất mà. Trời ơi, lên Sài Gòn 7 năm làm văn phòng rồi mà sao lên hát nó vẫn lúa như thường vậy trời. Hiểu không? Lúa gọi là miệt vườn. Nó rất là mộc mạc, nó mộc dễ mạc. Thương. Yeah. Nó mộc mạc chứ không phải lúa là quê đâu nha Hồng. Dạ. Nó là mình dân miền quê của mình nó như vậy đó. Đó, mái tranh, bụi rơm, ngọn cỏ, con trâu, cánh đồng, chiếc xuồng. Nó dễ thương lắm. Chị rất là thích tiết mục của em. Duy có cái điều đó là cái giọng của em hát á, nó vẫn còn mỏng. Đúng rồi. À, anh Minh Nhí nói mỏng. Yeah. Thì có lẽ là em không có luyện tập nhiều. Phải luyện tập nhiều thì mới giữ cái hơi ở đan điền để cho cái giọng mình dày được. Rồi bên cạnh đó đó thì những nốt xuống thấp á, em bị mờ. Rồi những nốt lên cao thì đẹp. Nhưng mà con cái là lúc mà em diễn đó, để ý, nếu mà để cái micro nó thẳng miệng của mình thì anh Nhí sẽ không nói bị mỏng. Đang hát vậy nhé. Tình nồng thắm duyên quê mái tranh là tự nhiên nè, ngọt ngào ngọn sân ôm đường nưa tóc xanh là em diễn rất là dễ thương. Nhưng mà khi dậy thì mái tranh micro mình đi theo, thấy không, tóc xanh đi theo đó. Anh ơi khoan, anh ơi thì ok, khoan họ khoan bên nó còn đội ngang. Thấy không, tại chị đeo cái micro này em đứng đâu em di chuyển cái góc mặt của mình ở nơi nào phía nào đó, mình cũng nghe rõ. Nhưng mà cái micro đó thì không thể như vậy. Dạ. Cho nên là em phải di chuyển theo. Thì chính em không có di chuyển theo như vậy thì anh Minh Nhí mới nghe cái giọng em rất là mỏng luôn. Nó đã mỏng rồi, nó mỏng mà bây giờ nó mỏng hơn nữa. Nhưng mà được có cái là em hát đẹp, em hát dễ thương. Dạ. Đẹp là chị nói là em hát mộc mạc chân phương và không có bị off note nhiều, không có bị phô note nhiều. Một hai chữ thôi và một hai chữ bị mờ là tại vì cái như vậy. Đúng không? Với lại tập cái nốt thấp để cho giữ cái giọng của mình nó đầy hơn thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mà đối với chị thì chị thích cái màn biểu diễn của em. Nhân đây thì khen hai con trâu ha. Anh Thái ốc gắt bếp với lại Ánh Duyên nhà ta quá duyên dáng luôn. Mà nói thiệt phải cảm ơn ban biên tập Khương Dừa và cảm ơn những người phụ diễn. Bởi vì
những anh chị phụ diễn như vậy là làm cho tăng thêm cái bài hát của em rất là duyên dáng luôn. Khi mà em xem lại em sẽ thấy hai anh chị dễ thương lắm, mà khó ai mà chịu khó đóng vai trâu đâu nha. Chỉ có trong Ngôi Sao Miệt Vườn, thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn quá tuyệt vời luôn. Rồi bên cạnh đó đó thì chị Ngọc Huyền cảm ơn Thanh Chương. Lâu lắm rồi chứ không phải lần đầu tiên, nhưng mà đa số trên Ngôi Sao Miệt Vườn nó toàn đóng vai ác gì vai ba trợn gì đâu không à. Lần đầu tiên mà được một cái vai ông chồng dễ thương như vậy, cảm ơn em rất là dễ nhiều. Dễ thương lắm á. Dạ em cảm ơn chị. Tham dự của Hồng Điệp hôm nay đến với Ngôi Sao Miệt Vườn thì nó rất là dễ thương, nó chân chất, nó thật là ca sĩ của Miệt Vườn. Chúc mừng cho Hồng Điệp có một tiết mục rất là vui, rất là hấp dẫn. À, Điệp ơi, nhìn Điệp á, cái tự nhiên thấy rất là thương mấy cô gái ở miền quê mình. Mấy cô gái ngày xưa mộc mạc, thật tình, mà dễ thương, duyên dáng. Cái lúc đầu mà Điệp ra Điệp diễn á, và Thoại á, nó không có phải cố tình gây hài, nhưng mà cái Thoại của Điệp á, làm cho người ta thấy vui, người ta thấy dễ thương, người thấy con bé thiệt tình á. Cái giọng của Điệp không phải là dở đâu nha. Dạ. Giọng rất là lạ, và những cái nốt luyến của Điệp á, nghe kỹ á, luyến rất là hay. Dạ. Những cái lúc lên á, luyến rất là hay luôn. Nhưng mà nó bị tại cái giọng của mình á, giọng nói kìa, giọng nói nó nhẹ quá, nó mỏng quá đúng không? À, mình còn phải luyện để mình làm sao cho nó dày lên trong khi mình hát. Thật sự là mình thấy thích cái tiết mục này, cộng thêm là có mấy cái bạn hỗ trợ, tự nhiên thấy thương cho tất cả các bạn thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn ở mùa 1. Có những bạn là quán quân luôn á, có nghĩa là nhất cái tuần đó luôn á, mà vẫn đi đóng phụ, vẫn hỗ trợ cho các bạn của mùa 2. Và mình thấy cái tình cảm của các thí sinh hai mùa làm cho mình rất là thích. Anh rất là thích cái tiết mục này. Dạ, cảm ơn em nha. Nhiều. Dựng hoa, em gái yêu dấu. Ừ. Đây, tặng quà cho nghe nè. Điệp đây. Nó nghe lại Điệp. Cảm ơn dạ. Bà như con nít tặng cho em gái. Cảm ơn chị. Đẹp. Đây nè, quà tặng của cưng. Giáp danh đó. Giáp danh rồi đó, Điệp. Dạ, em có mấy món quà gửi ba vị giám khảo ạ. À. Ăn lấy thảo. Trời ơi, gửi nhiều dữ vậy em. Dạ. Mắm cá lóc chứ cái gì á. Thì cảm ơn em. Mắm thai à. Cảm ơn, cảm ơn Hồng Điệp. Dạ, em xin cảm ơn. Chị cảm ơn em. Cảm ơn Điệp nha, em tặng Điệp nha. Dạ, cảm ơn bán khảo nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Hãy đón xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Hương Dừa Channel, bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.